Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hôm nay tôi đặc biệt gửi đến cho những người làm mẹ một sứ điệp. Và một lần nữa, tôi muốn nói với anh chị em rằng, khi nói rằng đặc biệt gửi đến cho những người mẹ, không có nghĩa là những đối tượng khác không có gì để học hỏi. Tất cả chúng ta đều có thể học hỏi điều gì đó thật tốt lành từ lời của Chúa. Amen con chị em. Nhưng mà đặc biệt những người mẹ hãy lắng nghe lời của Chúa, để lời của Chúa sẽ giúp chúng ta có một đời sống càng ngày càng được hoàn thiện theo như ý muốn của Chúa. Vì Chúa nói rằng các con hãy trở nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là hoàn thiện. Amen. Anh chị em có muốn chúng ta có những người mẹ càng ngày càng được hoàn thiện ở trong Chúa không? Chúng ta muốn đúng không? Và nếu chúng ta là mẹ, chúng ta có muốn bản thân mình càng ngày càng được hoàn thiện để rồi mình có thể giúp đỡ cho gia đình, cho con cái của mình không? Amen. Cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa làm thành những ước muốn tốt đẹp đó của tất cả chúng ta. Đề tài của chúng ta ở trong buổi sáng hôm nay đó là ảnh hưởng của người mẹ đối với con cái. Anh chị em nghĩ rằng người mẹ có ảnh hưởng lớn đối với con cái không? Ảnh hưởng rất lớn. Đúng vậy không? Lớn đến nỗi mà từ xa xưa người ta đã có cái câu nói này: con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Tôi không hoàn toàn đồng ý với điều đó. Không thể đổ tất cả trách nhiệm cho người mẹ và người bà được. Nhưng mà nó có cái nguồn cơn của nó. Nó có cái lý do tại sao mà người ta lại nói cái câu đó. Bởi vì vào thời bấy giờ thì hầu hết những người nam thì họ đi ra trận mạc, hay họ làm quan, họ làm kinh doanh buôn bán, họ làm cái gì đó, họ đi ra họ kiếm tiền, họ giao tế. Những người nam đi ra bên ngoài, và hầu hết những người nữ được gọi là nội tướng, và họ ở trong nhà, họ làm công việc nội trợ, và gần như là họ có tất cả thời gian với con cái, đúng không? Lúc nào cũng ở bên cạnh con cái hết. Và nếu như những người mẹ đó có sự khôn ngoan hiểu biết, những người mẹ đó có một sự giáo dục đúng đắn, thì những đứa con sẽ có cơ hội lớn hơn để sau này thành người và thậm chí thành tài. Nhưng mà nếu những người mẹ hoặc là những người bà đó quá nuông chiều, thì những đứa con đó sẽ trở nên hư hỏng. Và vì có nhiều đứa con hư hỏng như vậy, cho nên những người đàn ông đã trách móc và nói rằng con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Tôi không đồng ý hoàn toàn về điều đó, có những trường hợp đó, nhưng mà không nên đổ tất cả trách nhiệm lên người mẹ và người bà. Bởi vì đặc biệt là trong thời buổi hôm nay, chúng ta không thể áp dụng điều đó được, chúng ta không thể nói câu đó được. Bởi vì cái trách nhiệm giáo dục được chia sẻ cho cả cha lẫn mẹ, chứ không chỉ là cha hoặc là mẹ. Đồng ý không anh chị em? Nhưng mà hôm nay vì là ngày của mẹ, cho nên tôi đặc biệt giảng sứ điệp này cho những người mẹ, để những người mẹ lắng nghe lời Chúa một cách cẩn thận và có thể làm tốt hơn vai trò của người mẹ trong gia đình, để trở thành nguồn phước cho con cái của mình. Chúng ta hãy cùng nhau mở Sự Ký thứ nhì chương 22 từ câu 1 đến câu 3. Cư dân thành Jerusalem tôn con trai út của Joram là Ahazia lên ngôi kế vị vua cha. Vì các con trai lớn của vua bị một toán quân cùng với người Ả Rập tiến vào đại quân Juda giết sạch. Như vậy, con trai Joram là Ahazia lên ngôi vua Juda. Khi lên ngôi, Ahazia được 22 tuổi và cai trị một năm tại Jerusalem. Mẹ vua tên là Athali, cháu gái của Omri. Vua cũng đi theo các đường lối của nhà Ahab, vì mẹ vua là kẻ bày mưu cho vua làm điều ác. Hôm nay tôi sẽ trưng dẫn hai phần kinh thánh khác nhau. Phần thứ nhất là cho anh chị em thấy một tấm gương xấu về người mẹ, và phần thứ hai cho anh chị em thấy một tấm gương tốt về người mẹ, để từ đó mà chúng ta có thể học hỏi được những điều rất quý báu ở trong Chúa. Chúng ta thấy rằng nếu chúng ta đọc các sách các vua hoặc là Sử Ký, các vua nhì, Sử Ký nhì, thì chúng ta thấy rằng thường là khi nói về một vị vua, khi nêu ra cái tiểu sử của một vị vua, đưa ra những cái thông tin của một vị vua, thì những cái câu đầu tiên người ta luôn kèm theo cái danh tính của người mẹ.
và có một vài thông tin về người mẹ. Và khi tôi nghiên cứu thì tôi thấy như thế này: khi có một vị vua gọi là vua Thiện cai trị, thì sau đó tìm hiểu thấy rằng cái người mẹ được nêu danh tính ở đó, khi mà truy về cái nguồn gốc người mẹ thì thấy rằng người mẹ đó là một người mẹ tin kính Chúa. Nhưng mà khi thấy Kinh Thánh nói về một vị vua ác và nói cái tên người mẹ và có một số thông tin chúng tôi tìm hiểu, thì chúng tôi thấy rằng người mẹ đó là một người mẹ không tin kính Chúa, hoặc thậm chí thờ hình tượng, hoặc là một người mẹ rất là gian ác. Cho nên chúng ta thấy rằng cái vai trò của người mẹ là rất lớn ở trong gia đình, và cái sự ảnh hưởng của người mẹ trên con cái là rất lớn, và kể cả cho tới ngày hôm nay, không phải chỉ trong ngày xưa mà kể cả ngày hôm nay, cái sự ảnh hưởng của người mẹ trên con cái là rất lớn. Anh chị em có đồng ý điều đó? Bởi vì sao? Anh chị em cứ suy nghĩ đi, người mẹ mang thai đứa con ở trong bụng, đúng không? Mình tạm nói theo dân gian là 9 tháng 10 ngày đi, đúng không? Như vậy thì cái đứa con ở ngay trong cái thân thể của người mẹ, ở trong 9 tháng 10 ngày, trong cái khoảng đó 9 tháng 10 ngày nó có một sự gắn liền với người mẹ, đúng không? Như vậy thì anh chị em cứ suy nghĩ đi, người mẹ ăn uống cái gì thì những cái chất mà người mẹ tiếp thu vào nó có ảnh hưởng đến cái cơ thể của thai nhi ở trong bụng không? Nó có. Rồi người mẹ vui hay buồn có ảnh hưởng không anh chị em? Có. Cái tâm tánh của người mẹ, cái tâm lý của người mẹ, cái trạng thái của người mẹ, tất cả nó đều có thể ảnh hưởng đến thai nhi hết. Nếu mà người mẹ vui thì thai nhi sẽ được ảnh hưởng một cách tích cực. Nếu người mẹ buồn thì thai nhi sẽ bị ảnh hưởng một cách tiêu cực. Nếu mà người mẹ không hút thuốc thì thai nhi không có bị ảnh hưởng bởi chất độc đó. Nhưng mà có những người mẹ hút thuốc lá thì cái chất độc, chất nicotine hoặc là những cái chất độc gì đó từ thuốc lá, nó hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến thai nhi ở trong bụng mẹ. Chúng ta thấy là ngay từ trong bụng người mẹ đã có một sự ảnh hưởng rất là lớn rồi. Và khi đứa con được sinh ra đời thì chúng ta thấy người mẹ được Chúa ban cho hai cái bụng, phải không? Và người mẹ sẽ dùng sữa của mình để có thể nuôi dưỡng đứa con nó lớn lên. Như vậy thì anh chị suy nghĩ đi, một người mẹ quyết định nuôi con bằng sữa mẹ thì tôi nghĩ là trung bình thì cái việc đó phải xảy ra trong khoảng 1 năm, đúng không? Trung bình là khoảng 1 năm những người mẹ sẽ cho con mình bú, khoảng 1 năm. Như vậy thì chúng ta thấy suốt 1 năm đó người mẹ chính là người gắn bó gần gũi với con mình nhiều nhất, và từ đó có rất nhiều sự ảnh hưởng. Dù cho người cha có quan tâm chăm sóc cỡ nào đi nữa, có ở bên cạnh, có gần gũi với hai mẹ con cỡ nào đi nữa, thì người cha cũng không thể gần gũi con bằng người mẹ, đúng vậy không? Cho bú nè, rồi tắm rửa nè, đúng không? Rồi rồi thậm chí là tới thời kỳ ăn dặm, rồi nấu một cách cẩn thận rồi cho ăn. Tại sao mà tôi rằng? Tại vì tôi chứng kiến mỗi ngày mà. Tại vì chúng tôi có Thiên Quân mới vừa tròn 1 tuổi đó, thì tôi thấy rằng Thiên Quân với lại mẹ gắn bó với nhau, và hai mẹ con hầu như lúc nào cũng quấn quýt nhau, và vợ của tôi rất là cẩn trọng ở trong cái việc là nuôi dưỡng Thiên Quân, rất là siêng năng, rất là chăm chỉ trong việc là nuôi dưỡng chăm sóc con trẻ. Thì anh chị em thấy đó, cái ảnh hưởng của người mẹ trên con cái là rất lớn. Và ở đây chúng ta thấy ở trong Sử Ký thứ nhì chương 22 từ câu 1 đến câu 3, vua Ahazia có một người mẹ tên là Athali, và đây là một người đàn bà gian ác. Tôi sẽ đọc lại câu này. Câu số 3: vua cũng đi theo các đường lối của nhà Ahab, vì mẹ vua là kẻ bày mưu cho vua làm điều ác. Bà ta không chỉ gian ác mà bà ta còn xúi dục, còn dạy con của mình bày mưu cho con của mình làm điều ác nữa. Và đó là lý do vì sao mà vua Ahazia này đã trở thành một vị vua ác. Ở đây có nhắc đến nhà Ahab. Anh chị em có biết vua Ahab là người như thế nào không? Ở đây có ai biết vua Ahab không? Giơ tay lên. Có vài người giơ tay lên. Tôi hy vọng anh chị em đọc Kinh Thánh nhiều hơn để có thể biết về nhiều nhân vật ở trong Kinh Thánh. Ở trong đó có một vị vua tên là Ahab, và có một bà vợ có một cái tên rất là đặc biệt và nổi tiếng cho tới ngày hôm nay. Bà đó tên gì mọi người có biết không? Jezabel. Ngày nay thỉnh thoảng chúng ta nghe ở trong những cái ca giải cứu có những người nhắc đến gọi là cái linh Jezabel. Bà này nổi tiếng lắm.
Ông vua Ahab này lấy cái bà Jezabel đó, và chính vì lấy cái bà đó và chiều chuộng cái bà đó và thỏa hiệp với cái bà đó mà trở nên một vị vua càng ngày càng gian ác, bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời. Và đó là một vị vua bị rủa sả, sau này kết cục thật là bi thảm. Và ở đây trong phần kinh thánh của chúng ta đã ghi rất là rõ ràng, vua cũng đi theo các đường lối của nhà Ahab, tức là đường lối gian ác bại hoại thờ thần tượng, vì mẹ vua là kẻ bày mưu cho vua làm điều ác. Chúng ta thấy rằng cái bà mẹ Athali này đã có một sức ảnh hưởng vô cùng tiêu cực và vô cùng lớn đối với đứa con của mình, và đồng thời chính là vị vua tên là Achashia, và khiến cho vị vua này trở nên gian ác xấu xa. Và chúng ta thấy nè, thường thường là anh chị em để ý là những vị vua ác á, thì cai trị không có lâu. Cũng có trường hợp hiếm hoi đặc biệt là ác mà cai trị lâu, nhưng mà hầu hết ác là không cai trị lâu. Ở đây anh chị em thấy là cai trị trong bao lâu ha? Khi lên ngôi, Achashia được 22 tuổi và cai trị 1 năm tại Jerusalem. Chỉ cai trị được có 1 năm thôi, quá ngắn đúng không? Quá ngắn. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời không có ủng hộ, Đức Chúa Trời không có hậu thuẫn, và Ngài hạ cái con người đó xuống, kẻ kiêu ngạo, kẻ tội lỗi. Và bây giờ chúng ta hãy đọc một phần kinh thánh tích cực, đó là Timôthê thứ 2 chương 1 từ câu 3 đến câu 5. Đây là một hình ảnh trái ngược. Chúng ta vừa mới đọc về một người mẹ gian ác, ảnh hưởng một cách gian ác, ảnh hưởng một cách tồi tệ ở trên đứa con của mình, chính là vị vua tên là Achashia, và khiến vua đó trở nên gian ác. Và bây giờ hãy mở Timôthê thứ 2 chương 1 từ câu 3 đến câu 5. Ta cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng ta phục vụ với lương tâm trong sáng như tổ phụ ta đã làm cả ngày lẫn đêm. Ta luôn nhớ đến con trong khi cầu nguyện. Khi nhớ đến nước mắt con, ta ước ao sớm đến thăm con để lòng được tràn ngập niềm vui. Ta cũng nhớ đến đức tin chân thành của con, là đức tin trước đã sống trong Lô-ít bà ngoại con và trong Ơ-nít mẹ con. Ta tin chắc rằng đức tin ấy nay đang sống trong con. Tôi thật được khích lệ khi đọc phần kinh thánh này. Timôthê là ai? Timôthê là một mục sư trẻ ở vùng Tiểu Á. Mẹ của Timôthê là người Do Thái và cha của Timôthê là người Hy Lạp. Và Timôthê là đứa con tinh thần của sứ đồ Phaolô. Sứ đồ Phaolô rất yêu mến Timôthê, rất yêu mến đứa con tinh thần của mình. Và nếu chúng ta đã đọc kỹ trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng sứ đồ Phaolô đã gửi cho đứa con tinh thần tên là Timôthê của mình hai bức thư. Chúng ta có thư Timôthê thứ nhất và Timôthê thứ nhì. Và ở đây chúng ta đang đọc ở trong thư Timôthê thứ nhì. Sứ đồ Phaolô đã nói trong câu thứ năm rằng ta cũng nhớ đến đức tin chân thành của con, là đức tin trước đã sống trong Lô-ít bà ngoại con và trong Ơ-nít mẹ con. Ta tin chắc rằng đức tin ấy nay đang sống trong con. Tôi rất là thích cái từ sống này, tôi thích cái cách dịch này. Nếu mà chỉ nói ở thôi thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà nó là đức tin sống, một đức tin sống động anh chị em, một đức tin năng động. Nó không phải là một đức tin của tôn giáo, nó không phải là một đức tin thụ động, nhưng một đức tin sống động, một đức tin đem lại quyền năng cho một con người. Cảm ơn Chúa về điều đó. Hallelujah. Đức tin đó chính là đức tin mà trước đã sống trong Lô-ít bà ngoại con và trong Ơ-nít mẹ con. Bà ngoại có phải là mẹ của mẹ không? Có phải không mọi người? Bà ngoại là mẹ của mẹ. Để chúng ta nhắc nhở nhau về điều đó, nói với người bên cạnh để người đó đừng quên, bà ngoại là mẹ của mẹ. Bà ngoại là mẹ của mẹ. Rồi bây giờ nói tiếp nè, mẹ là con của bà ngoại. Nói cho đỡ buồn ngủ chứ để mai đó mục sư Phạm Thị Ân giảng buồn ngủ quá. Ok, nó vui mà thật nha, nó có ý của nó. Chúng ta thấy là Lô-ít là
bà ngoại của Timôthê và tức là mẹ ruột của Ơnít. Và chúng ta thấy rằng ở đây nói là cả hai người phụ nữ này đều có một đức tin sống động, đúng không anh chị em? À, như vậy thì chúng ta có thể hình dung rằng bà ngoại của Timôthê tên là Lô-ích đã có đức tin tốt và đã ảnh hưởng rất là tốt đẹp ở trên mẹ của Timôthê là người phụ nữ tên là Ơnít, đúng không? Bà ngoại là mẹ đã ảnh hưởng trên đứa con gái của mình là Ơnít, và rồi khi Ơnít trở thành mẹ của Timôthê thì một lần nữa là ảnh hưởng một cách tốt đẹp ở trên đời sống của Timôthê, và từ đó chúng ta có một người mục sư trẻ tuổi đầy ơn của Chúa, có một tấm lòng thật là tốt đẹp. Và chắc chắn một điều là Chúa sử dụng Timôthê một cách kết quả cho vương quốc của Ngài. Amen con chưa? Amen. Chúng ta thấy đó, một người mẹ có một cái sự ảnh hưởng rất lớn và có rất 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 nhiều cơ hội để ảnh hưởng một cách mạnh mẽ và sâu sắc ở trên đứa con của mình. Tôi muốn tất cả những người mẹ trong căn phòng này ghi nhớ điều này, và tôi cũng muốn tất cả những người mẹ nào sẽ xem video của chúng tôi trên mạng internet sẽ ghi nhớ điều này. Tại sao chúng ta phải ghi nhớ điều này? Chúng ta ghi nhớ điều này để rồi chúng ta biết vận dụng một cách thật đúng đắn hợp lý để chúng ta có thể ảnh hưởng một cách tốt đẹp đến con cái của chúng ta. Tôi hỏi các chị em một câu, có ai trong vòng các chị em là những người làm mẹ mà muốn ảnh hưởng xấu đến con cái mình không? Chắc chắn là không, tôi hỏi thừa phải không? Có ai đó sẽ nói là ông mục sư là cũng hay hỏi thừa lắm. À, xin lỗi, tôi hay hỏi thừa lắm, nhưng mà tôi hy vọng những câu hỏi thừa đó ít lần cho anh chị em. Tôi tin rằng tất cả những người mẹ đúng nghĩa, tất cả những người mẹ còn một lương tâm, hay nói vui là lương tâm vẫn còn răng còn một lương tri, tất cả những người mẹ đó đều mong muốn rằng mình sẽ có một ảnh hưởng tốt đẹp đến những đứa con yêu dấu của mình. Những người mẹ mong muốn con của mình lớn lên trong sự khỏe mạnh. Những người mẹ đó mong muốn con của mình lớn lên trong sự khôn ngoan thông sáng. Những người mẹ đó muốn con của mình lớn lên trong đạo đức thật. Những đứa con đó trước hết sẽ thành người tốt ở trong xã hội. Và hơn thế nữa, những người mẹ mong muốn những đứa con đó sẽ được thành tài ở trong xã hội. À, tôi nghe những người bên ngoài họ nói rằng thành nhân rồi thành danh, và kể cả những người mẹ bên ngoài họ cũng mong muốn con của họ trước hết thành nhân rồi sau đó mới thành danh. Anh chị thấy hợp lý không? Hợp lý đúng không? Phải thành người, một con người đúng nghĩa cái đã, sống có đạo đức, sống có tư cách tốt cái đã, ý thức tốt cái đã, rồi sau đó mình có thành tài thành danh gì đó thì cái thành tài thành danh đó mới đem lại ích lợi cho đời sống của mình và cho tất cả những người xung quanh. Chứ một người mà thành danh thành tài nhưng mà không thành nhân thì như thế nào anh chị em? Nguy hiểm vô cùng. Họ hoàn toàn có thể trở thành những tên tội phạm rất nguy hiểm và gây hại cho xã hội. Và tôi tin chắc rằng tất cả những người mẹ trong căn phòng này, tất cả những người mẹ đúng nghĩa ở trên thế giới này đều mong rằng Đức Chúa Trời sẽ sử dụng mình, đều mong rằng cuộc đời của mình là một cuộc đời tốt đẹp, ích lợi, một cuộc đời hiệu quả để có thể ảnh hưởng một cách thật tích cực, một cách thật tốt đẹp trên con cái của mình, để rồi mai này khi con mình lớn lên, trước hết nó sẽ thành nhân và sau đó nó sẽ thành danh. Amen con, tất cả mọi người. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. À, tôi nói với anh chị em như thế này, nếu như giữa vợ và chồng có sự thông linh với nhau một cách rất dễ dàng thì tôi cũng khám phá ra một điều rằng giữa người mẹ và đứa con, và đặc biệt cái con nhỏ của mình, đặc biệt là trong thời gian mang thai và trong thời gian cho con bú, sự thông linh hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi thách thức anh chị em bắt đầu tìm hiểu về điều đó. Và tôi nói với anh chị em như thế này, tôi đã quan sát và tôi đã thấy rằng sự thông linh hoàn toàn có thể xảy ra. Vì sự thông linh hoàn toàn có thể xảy ra cho nên người mẹ cần phải hết sức thận trọng. Bởi vì nếu mình không có sự thận trọng, không có sự kính sợ Chúa, không có sự yêu mến Chúa, thì khi sự thông linh xảy ra thì đó là một sự thông linh tồi tệ và sẽ có những cái quyền lực tối tăm mà nó hoàn toàn có thể đi từ mình và nó sẽ chạm đến đời sống và thân thể con mình
và nó khiến cho con mình phải chịu một số hậu quả. Đó là sự thật. Và tôi có thể nói với anh chị em rằng đặc biệt trong thời kỳ mang thai, có những người mẹ đã mang thai con của mình trong sự buồn tủi, trong sự cay đắng, thậm chí trong sự căm ghét và hận thù. Như người mẹ đã cay đắng người cha, tức là cay đắng chồng của mình đó, và thậm chí căm ghét và hận thù. Trong thời kỳ mang thai đó, có những người mẹ đã chất chứa rất nhiều điều tiêu cực ở trong tấm lòng của mình, và từ đó nó làm mất cân bằng hoàn toàn cuộc sống. Từ cái chuyện ăn uống ngủ nghỉ cho đến nhiều sinh hoạt khác đều bị mất cân bằng, và nó thiếu sự khôn ngoan một cách trầm trọng. Chẳng hạn như không muốn ăn, không muốn uống, hoặc là ăn uống thì không buồn chọn lọc, không thèm chọn lọc, cứ ăn một cách vô tội vạ, không có cái sự suy nghĩ gì đến lợi ích của đứa con của mình. Hoặc là trong thời kỳ đó, người mẹ có thể khóc rất nhiều, hoặc thậm chí mở miệng nói những lời tiêu cực một cách liên tục. Ngoài những cái suy nghĩ tiêu cực trong lòng, có những người mẹ còn mở miệng ra và liên tục than vãn, và thậm chí có những người mẹ nói những lời rủa xả. Rủa xả người chồng của mình cũng có, rồi rủa xả đứa con của mình cũng có, hoặc là rủa xả ai đó mà mình cảm thấy cay đắng và căm ghét, vân vân và vân vân. Và tất cả những điều đó đều ảnh hưởng một cách tiêu cực, và có những cái lời nói thốt ra từ người mẹ, nó đã tạo ra một cái sự thông linh, và từ đó nó giống như có một cái đường dẫn. Và rồi có những cái linh tối tâm nó vốn đang áp chế trên người mẹ, và chúng ta có thể cảm nhận được như là nó đang di chuyển, và nó chuyển vào trong thân thể của đứa con, hoặc là nó chuyển vào trong cái đời sống của đứa con và trong cái tâm tánh của đứa con. Và tôi biết có rất nhiều đứa con nó được sinh ra đời nhưng mà nó không bình thường một chút xíu nào cả. Nó càng lớn lên, mà nếu người ta để ý thì người ta sẽ nhận thấy những cái sự không bình thường của nó. Có những cái đứa mà còn nhỏ, từ lúc còn nhỏ thôi, tôi phải kết luận rằng nhân cách của nó bị méo mó và lệch lạc, nhân cách của nó bệnh hoại, không thể nói khác gì được. Và thậm chí có những đứa rất là nhỏ mà nó đã có biểu hiện đồng tính rồi. Tôi đã thật sự suy nghĩ một cách nghiêm túc về điều này, để ý theo dõi, quan sát, nghiên cứu, và tôi dám kết luận hôm nay rằng ngoài mối quan hệ giữa vợ chồng ra thì mối quan hệ giữa mẹ và con, đặc biệt trong thời kỳ mang thai cũng như thời kỳ cho con bú, sự thông linh rất dễ xảy ra. Và nếu như chúng ta thật sự hiểu điều này, nếu như chúng ta tin điều này, thì chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng, bởi vì chúng ta không muốn sự thông linh xấu. Chúng ta không muốn rằng có cái linh gì đó tồi tệ mà nó vốn đeo bám chúng ta, nó vốn áp chế chúng ta, và thậm chí nó đang ở ngay trong chúng ta bấy lâu nay, và nó đi vào trong con của chúng ta. Chúng ta không muốn điều đó. Nhưng mà chúng ta muốn rằng con của chúng ta thậm chí được như là Giang Baptist ở trong bụng mẹ. Anh chị em có biết chuyện gì xảy ra với Giang Baptist ở trong bụng mẹ không? Được đầy dẫy thánh linh từ trong bụng mẹ. Thật là tuyệt vời phải không anh chị em? Đó là một con người rất là đặc biệt, và suốt cuộc đời của ông bước đi trong sự đầy dẫy thánh linh. Những người mẹ cần phải khao khát, cần phải mong muốn rằng nếu có sự thông linh xảy ra thì sự thông linh đó sẽ khiến con của mình trở nên đầy dẫy thánh linh. Amen không chị? Hoặc là được thánh linh thăm viếng, được những cái linh tốt lành nào đó mà có trong cuộc đời của mình ảnh hưởng đến. Chẳng hạn như linh của sự cầu nguyện. Những người mẹ có muốn con của mình sẽ được thăm viếng bởi linh của sự cầu nguyện không? Có không? Có. Tôi nghĩ những người mẹ nên tháo thức amen lớn hơn. Những người mẹ có muốn linh của sự ngợi khen thờ phượng đầy dẫy trên con của mình không? Có những linh xấu và có những linh tốt. Nếu có sự thông linh xảy ra, hãy mong ước, hãy khao khát rằng sự thông linh đó sẽ đem đến cho con mình những linh tốt lành. Amen con chị em. Một lần nữa tôi phải nhắc lại, giải thích lại từ linh ở đây. Từ linh ở trong tiếng Anh là spirit. Nó có hai nghĩa căn bản. Nghĩa thứ nhất là thần linh. Nghĩa thứ hai là
một cái tinh thần. À, như vậy thì khi tôi nói thông linh, anh chị em có quyền hiểu theo cả hai nghĩa và chúng ta chấp nhận cả hai nghĩa. Khi sự thông linh xảy ra, rất có thể một linh tốt hoặc một linh xấu nào đó từ người này sẽ đi vào trong người kia hoặc là ảnh hưởng trên người kia. Và khi sự thông linh xảy ra thì rất có thể một tư tưởng, một cái tinh thần tốt hoặc xấu sẽ có thể từ người này ảnh hưởng đến người kia, hay là từ người này đi vào trong người kia. Đó là ý nghĩa của từ linh. Như vậy thì dù cho chúng ta suy nghĩ về từ linh đó là cái ý nghĩa thần linh hay là tinh thần thì nó đều được áp dụng cả, thưa anh chị em. Và những người mẹ có mong muốn rằng nếu cái từ linh đó được dịch theo nghĩa thần linh thì sẽ có linh tốt lành từ nơi Đức Chúa Trời đi vào trong đứa con của mình không? Có. Và nếu như từ linh đó được hiểu theo ý nghĩa tinh thần thì những người mẹ có mong muốn, có khao khát là cái tinh thần tốt đẹp, tích cực từ mình sẽ đi vào trong con của mình, sẽ ảnh hưởng, sẽ tác động một cách mạnh mẽ trên con của mình không? Amen. Amen. Tôi mong rằng những người mẹ sẽ thật sự có tinh thần đó. Và khi chúng ta thật sự hiểu biết điều đó, chúng ta chủ trương điều đó, chúng ta hướng về điều đó, thì tôi nói với những người mẹ rằng chúng ta sẽ có cơ hội để có những đứa con rất phước lành. Chúng ta có mong muốn con của chúng ta nó khỏe mạnh hoàn toàn từ đỉnh đầu đến gót chân không? Amen. Chúng ta có mong muốn con của chúng ta nó sẽ thông minh, nó sẽ khôn sáng không? Amen. Chúng ta có mong muốn con của chúng ta sẽ đẹp đẽ không? Amen. Chúng ta có mong muốn con của chúng ta càng lớn lên, càng ngoan ngoãn vâng lời, càng trở thành một con người có ích cho xã hội không? Amen. Và chúng ta có mong muốn rằng con của chúng ta mai này nó sẽ được thành công, nó sẽ thành đạt trong xã hội, nó sẽ trở thành một người được Chúa sử dụng một cách đặc biệt trong vương quốc của Ngài để đem lại ích lợi cho vương quốc của Ngài không? Amen. Tất cả những câu hỏi của tôi đều thừa, nhưng nó cần cho anh chị. Cảm ơn Chúa vì những người mẹ mong muốn điều đó. Và đừng có ai giận tôi khi tôi hỏi những câu hỏi thừa. Nếu anh chị thật sự hiểu lý do tại sao tôi thường hỏi những câu hỏi thừa thì anh chị em sẽ cảm ơn tôi, vì tôi đang cho anh chị em cơ hội để mở miệng của mình ra và công bố những điều đúng đáng tốt lành, để xây dựng những đồn lũy tích cực của Đức Chúa Trời ngay trong tấm lòng của mình. Và đó chính là bí quyết để chiến thắng trong cuộc đời này. Amen. Hallelujah. Mỗi một ngày tôi không nhớ chính xác là tôi đã công bố bao nhiêu lần những cái điều mà nó đem lại ích lợi cho cuộc đời mình, cho gia đình mình, cho hội thánh và cho cộng đồng. Mỗi một ngày tôi có rất nhiều lời công bố, những lời công bố để hủy phá công việc của ma quỷ, những lời công bố để hủy phá bệnh tật, những lời công bố để hủy phá những thế lực gian ác, và những lời công bố để tiếp nhận những điều tốt đẹp từ nơi Đức Chúa Trời cho mình, cho gia đình mình, cho hội thánh, cho cộng đồng, cho đất nước và cho cả thế giới. Và tôi tin rằng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Amen. 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 Chúa Đồ Phao Lô nói tôi tin nên tôi công bố, tôi tin nên tôi công bố. Hỏi từ bên cạnh, bạn có tin không? Rồi bây giờ nói nè, tin thì nhớ công bố nha. Công bố, công bố. Biết không? Ok. Một vài ví dụ để cho anh chị em có thể rút tỉa kinh nghiệm cho chính đời sống của mình. Tôi nói ví dụ, chẳng hạn như người mẹ có một cái bản tánh nóng nảy giận dữ, và trong một lúc đặc biệt nào đó đã thể hiện một sự nóng nảy giận dữ mất kiểm soát, thì ngay tại thời điểm đó sự thông linh hoàn toàn có thể xảy ra và đứa bé đó hoàn toàn có thể chuyển biến theo chiều hướng xấu, và cái sự nóng nảy giận dữ đó hoàn toàn có thể bắt đầu được biểu hiện ở trong chính con trẻ đó. Như vậy nếu trong trường hợp đó, nếu người mẹ đó đã nhận thức được điều đó thì người mẹ đó cần phải làm gì? Người mẹ đó cần phải đặt tay trên con của mình sau khi mình đã ăn năn, sau khi chính mình đã nhân danh Chúa Jesus Christ công bố khước từ linh nóng nảy, linh giận dữ, khước từ tất cả những cái bản tánh nóng nảy giận dữ, những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc nóng nảy giận dữ ở trong mình, và khước từ tất cả những gì là mầm mống, tất cả những gì liên quan đến sự nóng nảy giận dữ sau khi chính mình đã xử lý rồi, thì đặt tay trên con mình. Với tư cách của một người mẹ, trong uy quyền của một người mẹ,
hãy đặt tay trên đầu con của mình và hãy nói như thế này: nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta công bố trói buộc linh nóng nảy, linh giận dữ đang vận hành trên con trai và con gái của ta. Ta rủa xả linh nóng nảy, ta rủa xả linh giận dữ, ta ra lệnh cho chúng mày phải cút khỏi con trai và con gái của ta, đi vào nơi vực sâu ngay bây giờ. Và trong danh Chúa Giêsu Christ, ta công bố rằng tất cả những bản tánh nóng nảy giận dữ ở trong con của ta phải tan biến hoàn toàn. Tất cả những tư tưởng, tất cả những cảm xúc của sự nóng nảy giận dữ, những biểu hiện của sự nóng nảy giận dữ trong con của ta phải tan biến hoàn toàn. Như mẹ đã thấy lắm. Nếu lỡ để cho sự thông linh xấu xảy ra và con mình bị ảnh hưởng như vậy, thì người mẹ đó phải có trách nhiệm để xử lý điều đó, đặc biệt là người mẹ đó. Bởi vì sự thông linh xảy ra, cái nguồn cơn đến từ người mẹ, thì chính người mẹ là người tốt nhất để xử lý vấn đề này. Và người mẹ hãy tiếp tục công bố cho tới khi nào mà mình thấy rằng tất cả những cái biểu hiện nóng nảy giận dữ đó nó không còn ở trong con mình được. Amen. Hoặc là những người mẹ mà có cái rễ đắng ở trong lòng, những cái điều đó là những điều rất ảnh hưởng đến con của mình, và trong một lúc nào đó thể hiện sự cay đắng cùng cực với ai đó, và lúc đó nó tạo nên một sự thông linh, và có một cái linh cay đắng nó đang bắt đầu áp chế con của mình, và con của mình bắt đầu có những cái biểu hiện cay đắng. Chúng ta sẽ nói là ồ, một đứa bé nó biết gì đâu mà cay đắng. Đây là vấn đề của thế giới linh. Đây là vấn đề của thế giới linh. Nếu anh chị em đi theo chúng tôi và quan sát những ca giải cứu, thì anh chị em sẽ chứng kiến những cái điều làm cho anh chị em ngỡ ngàng. Có những cái đứa bé mà nó làm những cái việc mà chúng ta không nghĩ rằng những đứa bé có thể làm điều đó. Tôi còn nhớ hình như Chủ nhật tuần trước tôi có kể cho anh chị em nghe, đứa này thì nó hơi lớn xíu, nó khoảng 9 tuổi, nhưng mà nó lại bị ra tòa vì tội giết người, giết chính đứa em cùng cha khác mẹ với nó một cách rất dã man. Và bởi vì nó là một đứa bé khoảng 9 tuổi, cho nên nó chỉ bị kết án 9 năm tù giam mà không phải là tử hình. Nếu nó là người lớn thì đã bị tử hình rồi. Và đó là một trường hợp rất là đau lòng. Thì anh chị em, một đứa bé 9 tuổi thôi, với cái trường hợp đó thì anh chị em đã ngỡ ngàng, chúng ta đã ngỡ ngàng rồi. Chúng ta không thể nghĩ rằng một đứa bé mà bé gái 9 tuổi mà có thể giết người một cách dã man như vậy, và thậm chí biết cách để phi tang cái xác, rồi phải ở tù 9 năm. Hãy tìm hiểu, hãy suy nghĩ nhiều hơn về hoạt động của linh giới để chúng ta không khinh suất ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đang có một đời sống thuộc linh, và đời sống thuộc linh nó nằm ở trong thế giới linh, nó bị ảnh hưởng bởi thế giới linh. Đương nhiên chúng ta cũng đang sống ở trong thế giới vật chất này, nhưng mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi thế giới linh rất nhiều. Thật ra cái thế giới vật chất này không thể quyết định cuộc đời của chúng ta đâu, nó không có ảnh hưởng nhiều bằng linh giới đâu. Hầu hết những sự ảnh hưởng nó từ linh giới. Và nếu chúng ta không chịu tìm hiểu về chiến trận thuộc linh, chúng ta không chịu tìm hiểu về linh giới mà chúng ta cứ sống một cách khinh suất, thì sẽ có rất nhiều điều tồi tệ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, của gia đình chúng ta, của hội thánh và của cộng đồng mà chúng ta không thể lý giải được. Và chúng ta giống như thầy bói xem voi, cứ mò mẫm mà không bao giờ giải quyết được nan đề, cho tới khi chúng ta thật sự tìm hiểu ở trong lời của Chúa, hiểu biết về linh giới, các hoạt động của linh giới, và chúng ta cũng biết cách làm thế nào để đánh bại những thế lực ma quỷ trong linh giới, cũng như loại bỏ những âm mưu, những công việc tối tăm của chúng nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Tôi ước ao rằng tôi và anh chị em sẽ dành nhiều thời giờ hơn để đọc, để nghiên cứu trong lời của Chúa, để hiểu biết hơn về linh giới, để từ đó chúng ta có nhiều cơ hội hơn để chiến thắng. Amen. Không chị? Amen. Thế đấy, linh cay đắng từ người mẹ ở trong một khoảnh khắc thông linh nào đó, nó có thể trở thành một cái gì đó ở trong đứa con, và có thể ngay lúc đó mọi người không nhận ra vì nó chỉ là một đứa bé, không có những cái điều kiện để nó thể hiện cái điều đó. Nhưng mà nó càng lớn lên, và nếu những người cha, những người mẹ tinh ý và những người lớn tinh ý để ý, thì sẽ thấy rằng những biểu hiện cay đắng bắt đầu thể hiện càng ngày càng rõ nét ở trong cái tâm tánh, ở trong cái cách hành xử của nó mỗi ngày. Có nhiều người nghĩ rằng đó là vì chính bản thân của nó có vấn đề. Cũng có thể từ nhỏ cho đến khi nó lớn lên có nhiều sự kiện xảy ra, rất có thể. Nhưng mà rất nhiều trường hợp cái linh cay đắng đó đã đi từ người mẹ qua đứa con, và nó trở thành giống như là một cái gì đó cố hữu trong đứa con đó, và càng lớn lên
đứa con đó càng thể hiện cái sự cay đắng đó, nó càng thể hiện, nó càng lớn nó càng thể hiện nhiều. Và bởi vì giống như cái gốc rễ của sự cay đắng đó, cái linh của sự cay đắng nó có sẵn ở trong nó rồi, cho nên khi nó bước ra cuộc đời nó rất là dễ bị tổn thương. Cái tôi của nó cực kỳ lớn, và nếu ai chỉ cần nói động đến nó bằng cái câu, đối với người khác không có gì cả, nhưng mà đối với nó cái câu nói nó rất là nghiêm trọng, và nó cảm thấy bị tổn thương một cách sâu sắc, và nó trở nên cay đắng, và càng ngày càng cay đắng, cuộc đời nó càng ngày càng trở nên cay đắng, cho tới khi nào mà nó thật sự có cơ hội để được tiếp thu lẽ thật của Chúa. Và nếu nó thật sự muốn tiếp thu lẽ thật của Chúa, chân lý của Chúa, nó thật sự tin, và thậm chí nó muốn thực hành lời của Chúa nữa, thì nó mới có cơ hội được tự do ra khỏi linh cay đắng ấy, được tự do ra khỏi tất cả những tư tưởng, những cảm xúc, những cái mầm mống của sự cay đắng ấy. Và lúc đó con người của nó mới trở nên thoải mái và dễ chịu. Lúc đó mới là lần đầu tiên trong cuộc đời mà nó cảm thấy dễ thở hơn trong cuộc đời của nó. Tôi thật sự thương cảm cho rất nhiều người. Tôi biết, tôi đã nhìn thấy. Và có những lúc tôi thật sự muốn khóc, tôi thấy thương cho họ. Và tôi biết rằng không phải tất cả là lỗi của họ, mà là lỗi của những người mẹ, thậm chí những người cha. Hôm nay là ngày của mẹ, cho nên tôi nhắc nhiều hơn đến những người mẹ, nhưng mà những người cha cũng hãy lưu ý sự điểm này, và tất cả những đối tượng còn lại phải lưu ý. Có rất nhiều đứa con mà sau đó cuộc đời của nó ngột ngạt, cuộc đời của nó nặng gánh, cuộc đời của nó thậm chí trở nên với cái từ mà tôi gọi là cuộc đời khốn nạn. Có những cuộc đời đã trở nên khốn nạn, và không phải tất cả lỗi là do chính đứa con đâu, mà lỗi xuất phát từ người mẹ, là người mà đã có quá nhiều điều tiêu cực để ảnh hưởng đến đứa con của mình, và thậm chí ảnh hưởng từ trong bụng mẹ. Và từ đó đứa con nó ra đời với một nhân cách, một tâm tánh méo mó, lệch lạc, bất thường, bất ổn, khó dạy vô cùng. Càng lớn lên càng không thể dạy được, nó cứ sống theo ý riêng của mình, với tất cả cái tôi của nó, với tất cả sự cay đắng căm ghét gì đó mà nó vốn được gieo trồng ở trong nó. Và càng lớn lên cuộc đời nó càng tối tăm. Cầu xin ân điển của Đức Chúa Trời đến với những đứa con đó, và cầu xin ân điển của Đức Chúa Trời đến với những người mẹ là những người đã sinh ra những đứa con đó, đến với những gia đình mà có những đứa con đó. Tôi không mong muốn nhìn thấy trên thế giới này có nhiều con người như vậy. Tôi mong muốn rằng bởi lời của Chúa, bởi ánh sáng chân lý, càng ngày sẽ càng có những con người như vậy được giải cứu, được tự do hoàn toàn, được biến đổi và có một cuộc đời mới hoàn toàn trong Chúa. Amen. Con chị. Amen. Hãy quan tâm nhiều hơn đến linh giới, thưa anh chị em. Tương tự như vậy, chúng ta có thể kể nhiều ví dụ khác nữa. Nếu như người mẹ đó là một người mẹ thường xuyên nói dối, và thậm chí có một linh nói dối đã chi phối cuộc đời người mẹ đó một cách rất sâu sắc, rất mạnh mẽ, và trong một lúc nào đó, trong một cái bối cảnh đặc biệt nào đó, có một sự thông linh xảy ra, thì cái linh nói dối đó hoàn toàn có thể từ người mẹ nó đi vào trong đời sống của đứa con. Có thể lúc nhỏ chúng ta chưa nhận thấy một cách rõ nét, nhưng mà càng lớn lên mọi người sẽ càng nhận ra rằng cái con người này nói dối quá nhiều, giống như nó nói dối từ trong trứng nước kiểu vậy đó mọi người. Và thậm chí có những đứa bé ngay khi nó bắt đầu biết nói thôi, nó bắt đầu có một cái ý thức sơ khởi thôi, anh chị em sẽ tìm thấy sự dối trá ở trong nó nói dối. Tôi hỏi anh chị một câu, anh chị em đã thấy những đứa bé nói dối chưa? Thầy, hay chỉ có tôi mới thấy? Có không? Có thấy chưa? Tôi nghe nó nói lầy nữa. Mình đáng buồn cái thế giới của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện rằng Chúa sẽ đem ánh sáng chân lý của Ngài đến cho thế giới này, để bớt đi những con người nói dối. Amen con chị em. Chúng ta có thích chơi với mấy người nói dối không? Không. Chơi với họ căng thẳng quá đúng không? Chúng ta thích chơi với mấy người nói thật đúng không? Tại vì chơi với họ là bắt mình nhẹ nhàng thách thản, họ nói sao đó là vậy thôi, không có cần phải phỏng vấn mò mẫm làm gì. Vậy thì hãy quay qua người bên cạnh mà nói, vậy thì chính bạn hãy nói thật nhé. Mình thích người ta nói thật thì bản thân mình nói thật đi, đúng không? Chứ mình cứ nói dối còn mắc người ta nói thật sao, đúng không? Chúa Giêsu nói rằng
nếu mà chúng ta muốn người ta làm gì cho mình thì trước hết chúng ta phải sao? Trước hết chúng ta hãy làm cái điều đó cho họ, đúng chưa? Chúng ta muốn mọi người nói thật với chúng ta thì trước hết chúng ta hãy nói thật với mọi người. Amen không? Chúng ta muốn mọi người tha thứ cho chúng ta thì trước hết chúng ta hãy sẵn lòng tha thứ cho mọi người. Amen có gì? Amen. Chúng ta muốn mọi người không có giận dữ với chúng ta thì trước hết chúng ta đừng có dễ dàng giận dữ với mọi người. Amen có gì? Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi nói cái đó mà có đụng chạm gì thì đừng có giận tôi nha. Tôi sợ bị đụng chạm quá. Thiệt sự là tôi đang bị áp lực tâm lý lắm á. Tại vì tôi đang cố gắng hết sức để tránh đụng chạm. Tại vì đụng hoài nó bị nhiều cái bất tiện quá. Thứ cao là tôi có thể tránh đụng chạm càng nhiều càng tốt, nhưng mà không thỏa hiệp với tội lỗi. Ok. Tôi một lần nữa muốn chúc cho tất cả những người mẹ ở trong hội thánh này, cũng như tất cả những người mẹ sẽ xem video của chúng tôi trên mạng internet, sẽ trở thành những người mẹ có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để chọn chủ động tích cực ảnh hưởng đến con cái của mình bằng những điều thuộc về đức tin nơi Đức Chúa Trời. Amen. Vâng, chị em. Bằng những cái điều mà có thể làm cho đứa con của mình càng lớn lên càng khỏe mạnh, càng lớn lên càng thông minh, càng khôn ngoan, càng lớn lên càng có tâm tánh tốt, càng lớn lên càng có một tấm lòng bao dung nhân ái. Amen. Vâng, chị em. Và tôi sẽ cho những người mẹ nào muốn copy thì sẽ copy cái lời cầu nguyện này của chúng tôi dành cho con trai của chúng tôi mỗi ngày. Mỗi ngày chúng tôi đã cầu nguyện như thế này: Chúa ơi, xin khiến con cái của chúng con trở thành những con người hiền lành và nhu mì, khiêm nhường và vâng phục, bước đi trong kỷ luật và trật tự thiên thượng, đầy đức tin, hết lòng kính sợ và yêu mến Chúa. Một lời cầu nguyện đơn giản đúng không? Không có gì phức tạp cả. Và ở trong đó mình thử đếm coi nó có bao nhiêu điều nha. Thứ nhất là hiền lành và nhu mì là 2, ha, khiêm nhường và vâng phục là 4, đúng chưa? Rồi bước đi trong kỷ luật và thánh tự thiên thượng là 6, đúng chưa? Đầy đức tin là 7, hết lòng kính sợ và yêu mến Chúa, tổng cộng là 9. Thật sự là tôi cố tình cầu nguyện như vậy vì tôi liên tưởng đến 9 điều được liệt kê ra trong con cái thánh linh. Và tôi thật sự thường thì tôi thường hay chọn những con số tôi thích, bởi vì nó giống như một cái cột mốc để mình dễ nhớ. Tôi thích chọn những con số gọi là số đẹp, nó vui là số đẹp ở trong kinh thánh để cho mình dễ nhớ, nó còn cái ấn tượng tốt đối với mình, đó là như thế đó. Tôi mong rằng nếu như những người mẹ thấy rằng những lời cầu nguyện của chúng tôi là tốt lành và cũng mong con cái của mình trở nên như vậy thì có thể copy lời cầu nguyện của chúng tôi hoặc là cầu nguyện cái điều gì đó tương tự như vậy cho con của mình mỗi ngày. Và khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta phải tin vào lời cầu nguyện của mình, đúng không? Nếu mà cầu nguyện mà không có tin vào cái lời cầu nguyện đó thì đừng có cầu nguyện. Bởi vì nếu chúng ta thật sự cầu nguyện theo ý muốn của Chúa với tất cả đức tin của chúng ta thì chúng ta phải biết rằng lời cầu nguyện đó sẽ được Đức Chúa Trời nhận. Đó là lời hứa của Đức Chúa Trời, đúng không anh chị em? Chúa không hứa rằng Chúa sẽ nhận mọi lời cầu nguyện, không có chỗ nào trong Kinh Thánh hứa cái đó cả. Nhưng mà Chúa hứa với chúng ta là nếu chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Ngài, nếu chúng ta cứ ở trong Ngài và những lời của Ngài ở trong chúng ta thì hãy cầu xin mọi điều chúng ta muốn thì chúng ta sẽ được. Nhiều người không có chịu đọc cái vế đầu tiên, họ thường hay đi thẳng tới cái lời hứa của Chúa. Nếu anh chị em để ý thì trong hầu hết các lời hứa của Chúa đều có một cái vế điều kiện, và cái đó là quan trọng. Nhưng tôi thấy thật là tức cười, bởi vì nhiều cơ đốc nhân không có quan tâm đến cái vế điều kiện, nhưng họ thường đi đờ rác luôn, họ đi thẳng tới cái vế lời hứa và họ cứ trông chờ, họ cứ bán cái đó nói: Chúa ơi, Chúa hứa là con cầu xin mọi điều con muốn thì Chúa sẽ làm cho. Mà sao con cầu nguyện quá, hay con cầu nguyện rằng Chúa ơi xin cho con cái cô vợ đẹp của hàng xóm mà sao cầu nguyện hoài Chúa ơi con thấy cái xe Mercedes của hàng xóm nó đẹp quá, con cầu nguyện hoài mà sao giờ con chưa có hả Chúa? Chúa ơi con thích cái villa của cái ông đại gia kia, con cầu nguyện hoài mà sao Chúa không cho con? Tôi khuyên những người đó nên đọc ngược trở lại cái vế điều kiện, bởi vì Chúa nói rằng nếu các con cứ ở trong ta, thứ nhất là phải ở trong Chúa, là con của Chúa cái đã, mà chuyện mình chưa phải con Chúa mà xin lung tung. Tôi hỏi anh thêm một câu,
Bây giờ mấy cái đứa trẻ ngoài đường, nếu nó không phải con chúng ta thì nó có quyền đến để đòi hỏi chúng ta bất cứ điều gì không? Không. Chúng ta thích thì chúng ta cho, thích thì thôi. Nó không có cái quyền gì, nó không có cái liên hệ gì với chúng ta để nó có thể đòi hỏi cái này cái kia cả, đúng không anh chị em? Thích thì cho, thích thì thôi, cảm thấy vui thì cho, không vui thì thôi, cảm thấy thương thì cho, không thương thì thôi. Nó không có quyền đòi hỏi. Nhưng mà con cái của chúng ta thì nó có một cái quyền thừa kế, nó có một số cái quyền để xin chúng ta những cái điều gọi là nhu cầu trong đời sống của nó, đúng không anh chị em? Đó là như thế đấy. Như vậy thì trước hết hãy ở trong Chúa, hãy là con của Chúa đã. Và rồi Chúa nói rằng những lời ta ở trong các con, nếu chỉ ở trong Chúa thôi, nếu chỉ là con của Chúa, nếu chỉ mới nắm cái tấm vé vào thiên đàng thôi thì chưa đủ. Chúa nói rằng những lời của Chúa phải ở trong chúng ta, thì lúc đó cầu xin mọi điều mình muốn mới được. À, phải nghe lời Chúa cho kỹ nha, chứ không đừng có ba chờ ba nhán áp dụng tầm bậy tầm bạ, cuối cùng chả được cái gì rồi đâm ra bán hết Chúa rồi bỏ Chúa. Chúa không có tội gì hết. Thì có chúng ta mới có tội, Chúa không có tội anh chị em à. Đó, tôi phải bên vực Chúa đó, nhiều khi Chúa bị oan quá. Nhiều khi Chúa bị người ta đối xử tồi tệ, oan ức cho Chúa quá, cho nên tôi nóng mặt, cho nên tôi phải đứng ra để bên vực Chúa. Và tôi nghĩ là Chúa sẽ vui khi thấy tôi bên vực Chúa. Anh chị em à, nhớ nha, mình ở trong Chúa là một chuyện, nhưng mà những lời của Chúa phải ở trong chúng ta. Và ở trong chúng ta là ở đây thôi hả? Ở đây nè, ở trong trí thôi, cái não chúng ta thôi đúng không? Ở đâu, ở đâu? Ở trong lòng. Con giấu lời Chúa trong lòng con để con không phạm tội cùng Chúa. Amen. Tuyệt vời ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vô cùng. Rồi nữa nè, nếu mà chúng ta cầu xin theo ý muốn của Chúa thì Ngài nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết là Ngài nghe chúng ta thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin rằng Ngài nhận lời chúng ta. Đó là cái lời hứa thật là tốt lành mà chúng ta có thể tìm thấy ở trong thời gian. À, tôi nhớ là như thời gian thứ nhất, chính xác là như vậy. Như vậy thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không nhận tất cả mọi lời cầu nguyện trên thế giới này, nhưng mà Ngài nhận những lời cầu nguyện của những người, thứ nhất là ở trong Chúa, thứ hai là có lời Chúa ở trong lòng của mình, và thứ ba là cầu nguyện theo ý muốn của Chúa. Hãy nhớ ba điều rất quan trọng này. Nếu anh chị em thật sự muốn một đời sống cầu nguyện linh nghiệm, thứ nhất, ở trong Chúa, tức là thật sự tin Chúa, không phải là đức tin tôn giáo, đức tin thật, đức tin sống động. Amen không chị em? Thứ nhất, nói với người bên cạnh, thứ nhất phải ở trong Chúa, nói đi. Thứ hai phải có lời Chúa trong lòng, và thứ ba cầu nguyện theo ý muốn của Chúa. Amen không? Tôi chào các anh chị em. Nếu anh chị em hội đủ ba điều kiện này thì lời hứa của Chúa sẽ ứng nghiệm. Hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì Chúa sẽ làm cho chúng ta. Amen con chị em. Người nào chưa có quyển sổ cầu nguyện thì tôi nghĩ đã đến lúc nên chuẩn bị một quyển sổ cầu nguyện rồi đó. À, tôi có nghe mục sư Nhượng làm chính, tôi không nhớ chính xác là ở đâu đó, hình như trong cái buổi kiêng ăn cầu nguyện của tổng hội thì phải. Mục sư Nhượng có làm chính rằng ông có một quyển sổ cầu nguyện có hai cột, một cột thì ghi những cái lời cầu nguyện và cột còn lại là ghi là được nhận. À, ok, như vậy thì ông đem quyển sổ đó ra, ông kiểm tra lại thì ông thấy rằng hầu hết những lời cầu nguyện bởi đức tin của ông đều được nhận, chỉ còn một vài lời cầu nguyện nào đó chưa được nhận, nhưng mà ông tin chắc rằng rồi Chúa sẽ nhận. Anh chị em thấy được khích lệ không? Được khích lệ, cảm ơn Chúa, thật là tuyệt vời anh chị em ạ. Quá tuyệt vời luôn. Và tôi thiết nghĩ rằng tôi và anh chị em mỗi người cũng nên có một cái quyển sổ cầu nguyện như thế, để chúng ta ghi lại những lời cầu nguyện nghiêm túc của chúng ta. Và rồi ngày nào, tháng nào, thậm chí là giờ nào mà sự đáp lời của Chúa đến thì chúng ta cẩn thận ta ghi vào như một kỷ niệm tốt lành. Và thậm chí nó sẽ trở thành giống như phục truyền luật lệ ký. Anh chị em đọc sách phục truyền luật lệ ký chưa? Những cái điều mà anh chị em ghi trong quyển sổ cầu nguyện đó, hoặc là một cái quyển sổ nhật ký nào đó, một ngày nào đó con của chúng ta, cháu của chúng ta, chắc chít của chúng ta, hoặc là ai đó thuộc về thế hệ mai sau có thể đọc được, và nó sẽ trở thành giống như phục truyền luật lệ ký để nhắc nhở cho các thế hệ đó nhớ rằng cha ông của họ, mẹ của họ, bà của họ đã từng có đức tin tốt, đã từng kinh nghiệm một cách thật sống động về một Đức Chúa Trời tốt lành. Ngài đã làm từ điều nhỏ cho đến điều lớn,
và Đức Chúa Trời quá tốt lành, không thể nói khác được. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Tôi sẽ kể cho anh chị em nghe về một người phụ nữ rất là nổi tiếng, mà người này đã ảnh hưởng đến các con của mình một cách thật tuyệt vời, và đặc biệt là trên hai con trai của mình. Mà nếu tôi nói tên ra thì những người có sự hiểu biết về Cơ Đốc giới nhất định sẽ biết ngay. Người con trai thứ nhất tên là John Wesley, và người con trai thứ hai tên là Charles Wesley. Người mẹ này tên là Susan Wesley. Chồng của bà là một người nợ nần rất là nhiều, thường xuyên nợ nần. Và tôi sẽ cho anh chị em những cái thông tin mà anh chị em sẽ ngạc nhiên về người phụ nữ này, và anh chị em sẽ ngưỡng mộ người phụ nữ này. Và tôi ước ao rằng Chúa sẽ dùng tấm gương của người phụ nữ này để khích lệ tất cả chúng ta, và đặc biệt là những người mẹ, để rồi những người mẹ có một sự điều chỉnh thái độ của mình một cách thật hợp lý, để những ngày tới những người mẹ đó có thể kinh nghiệm được những điều tuyệt vời ở trong Chúa. Susanna Wesley là mẹ của John và Charles Wesley. Và chúng ta biết rằng John Wesley chính là người đã sáng lập ra hệ phái gọi là Giáo lý. Và Chúa đã sử dụng John Wesley như là một người đóng vai trò chủ chốt trong một cái cuộc phấn hưng rất là lớn ở tại nước Anh vào thế kỷ thứ 18. Anh chị em sẽ vô cùng ngạc nhiên khi tôi nói thông tin này. Susanna đã sinh tổng cộng 19 đứa con. Chắc nhà thất nghiệp hay sao tôi cũng không biết. Hay là lúc đó là bị cúp điện thường xuyên tôi cũng không rành. Nhưng mà lịch sử đã ghi lại là Susanna đã sinh ra tổng cộng 19 đứa con. Và chắc bởi vì nhà nợ nần khó khăn quá, cho nên là chỉ có 10 đứa sống đến tuổi trưởng thành. Còn 9 đứa khác thì hầu hết đều chết từ lúc nhỏ. Chúng ta thấy những cái thông tin này thật là đáng ngạc nhiên, đúng không? Và sống trong cái cảnh khó khăn chật vật như vậy, người chồng thì thường xuyên mắc nợ. Hầu như là ông ta giao tất cả cái gánh nặng cho vợ của mình, vừa nuôi dạy vừa chăm sóc con. Tôi thật sự không thể tưởng tượng được người phụ nữ này đã làm như thế nào. Nhưng mà cái điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ, đây là một người phụ nữ tin kính Chúa. Và tôi chợt nhớ lại câu kinh thánh này: tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban năng lực cho tôi, nhờ đấng ban sức mạnh cho tôi. Và tôi tin chắc rằng Susanna đã được tiếp sức bởi chính Chúa, cho nên một người phụ nữ như thế mới có thể đảm đương nổi. Đầu tiên là 19 đứa con, đúng không? Sau đó là chết hết 9 đứa, và còn lại 10 đứa lớn lên trưởng thành. Và trong đó có hai đứa con trở thành những sứ giả phấn hưng nổi tiếng khắp thế giới luôn. Hai người con nổi tiếng và người mẹ cũng trở nên nổi tiếng luôn. Và hãy để ý những gì mà Susanna đã làm cho con cái của mình. Susanna đã dạy các con của mình, tất cả các con của mình, kể cả con trai và con gái, mỗi ngày có cái chương trình dạy dỗ mỗi ngày luôn, vào buổi sáng và vào buổi chiều dạy dỗ. Và tối đến trước khi con mình đi ngủ, có một thì giờ mà người mẹ này dành cho con, và dành thì giờ để lắng nghe con mình. Nó tỉ tê, nó kể chuyện, nó nói, kể cả nó phàn nàn hay cái gì đó, lắng nghe con của mình, rồi lắng nghe những câu hỏi của nó, hoặc là khích lệ nó đặt câu hỏi, và rồi người mẹ ôn tồn trả lời, giải đáp từng câu hỏi của con, đặc biệt là những câu hỏi trong đức tin, những thắc mắc của nó về đức tin. Như vậy ắt hẳn người mẹ đó mỗi ngày phải tự trang bị chính mình bằng lời của Chúa, phải không? Người mẹ đó chắc chắn phải đọc kinh thánh một cách rất nghiêm túc, phải không? Người mẹ đó chắc chắn phải nghe giảng một cách rất nghiêm túc, phải không? Người mẹ đó chắc chắn phải suy gẫm lời của Chúa, phải không? Và người mẹ đó chắc chắn phải cầu nguyện rất nhiều, phải không? Mỗi ngày Susanna dành trọn ít nhất 2 giờ đồng hồ để cầu nguyện, dù rất bận rộn. Ai là những người mẹ bỉm sữa ở trong căn phòng này thì sẽ hiểu Susanna nhiều hơn. Tôi đây không phải là mẹ bỉm sữa, tôi chỉ phụ
tôi là phụ tá của mẹ điểm sữa thôi, mà tôi thấy nó tốn quá nhiều thì giờ, nó rất là cực luôn. Và càng phụ mẹ điểm sữa của tôi là vợ của tôi đó, thì tôi càng thấy được cái sự nhọc nhằn của những người nữ ở trong cái công tác nội trợ, và tôi càng yêu quý người nữ hơn. Cho nên nếu mà có ông nào coi thường vợ của mình đó, mà không có biết trân trọng những công khó của vợ mình, thì làm ơn đi, bắt đầu suy nghĩ lại và bắt đầu có một cái sự trân trọng hơn để vợ của mình được khích lệ trong đời sống. Anh em không? Anh em thì anh chị cứ nghĩ đi, ban đầu là 19 đứa con, sau đó còn lại 10 đứa mà nuôi cho tới lớn. Tưởng tượng đi, bây giờ một đứa thôi mà một người mẹ phải chật vật như thế nào. Mà ngày xưa đầu tiên 19 đứa, sau đó là 10 đứa mà nuôi cho tới lớn, cho đến thành nhân, cho tới thành tài, cho tới nổi tiếng thế giới luôn. Đủ thứ công tác hết, tôi không thể nào mà kể hết được. Anh chị em tự tưởng tượng đi. Vậy mà người mẹ đó mỗi ngày dành ít nhất 2 tiếng đồng hồ để cầu nguyện. Trọn mẹ 1 tiếng đồng hồ để cầu nguyện cho con cái, 1 tiếng đồng hồ còn lại cầu nguyện cho bản thân của mình, để bản thân của mình mạnh mẽ, vững vàng trong đức tin, và đồng thời cầu nguyện cho những cái vấn đề khác. Quá tuyệt vời. Tôi ước gì tất cả chúng ta đều sẽ có những người mẹ như vậy, sẽ rất là phước hạnh. Nhiều người mẹ ngày hôm nay thật là sai lầm khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng với chồng của mình cố gắng hết sức để làm ăn buôn bán, cố gắng hết sức để làm cái gì đó để tích lũy thật là nhiều tiền, thật là nhiều bất động sản, thật là nhiều tài sản để mai này mình truyền lại cho con của mình. Thậm chí có những bậc cha mẹ mà tôi cho rằng dại dột, khi mà con họ còn nhỏ mà họ đã nói với con họ như thế này: con không cần phải lo, con cũng không có cần phải căng thẳng chuyện học hành, bởi vì ba mẹ đã dành sẵn cho con bao nhiêu tỷ ở trong ngân hàng rồi, và dành sẵn cho con nhà cửa xe hơi tất cả mọi thứ. Và tôi được nghe những người mà phản ánh lại, họ nói rằng sau những cái lời nói dại dột đó, những đứa con đó nó rất ỷ lại và nó không có động lực để học hành gì nữa. Và khi bạn bè nó hỏi nó hoặc là cô giáo của nó la mắng nó khi nó không học bài, thì nó nói thẳng vào mặt cô giáo của nó rằng: em không cần phải học vì ba mẹ em đã dành cho em bao nhiêu tỷ ở trong ngân hàng đó, dành cho em nhà cửa xe hơi. Thật là tai hại với không mọi người. Tôi mong rằng những người mẹ sẽ không chủ trương để dành thật nhiều tiền bạc của cải tài sản cho con của mình, nhưng mà những người mẹ hãy tích lũy cho bằng được cái gia sản, cái tài sản của đức tin. Amen không? Để nó sẽ giúp ích một cách thiết thực cho đời sống của con mình. Tôi mong rằng tất cả những người mẹ có thể học tấm gương của Susanna Wesley, để rồi chúng ta luôn luôn có tấm lòng tin kính Chúa, chúng ta luôn nhờ cậy Chúa, chúng ta luôn luôn chủ trương, luôn luôn tích cực để dạy dỗ, để giáo dục con của mình đi trong đường lối của Chúa. Lời của Chúa đã dạy chúng ta trong sách Châm Ngôn thật là hay: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dù mai này về già thì nó sẽ không lìa khỏi con đường đó. Thật sự như vậy. Và kể cả khi ở trên bước đường đời có những chệch choạc, có những lầm lạc nào đó, bị lừa dối một giây phút nào đó mà đứa con đó đã đi sai đường, thì tôi cam đoan với anh chị em, bởi sự dạy dỗ và giáo dục từ thuở ấu thơ, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 1 đến 5 tuổi, là khoảng thời gian mà các nhà khoa học, những nhà giáo dục cho rằng đó là khoảng thời gian lý tưởng nhất để giáo dục một con người, để định hình cho cuộc đời của nó. Nếu những người mẹ có thể làm được như vậy, thì kể cả khi tình huống xấu nhất xảy ra là một lúc nào đó con mình nó bị lừa dối mà nó đi vào con đường lầm lạc, thì tôi nói với anh chị em rằng nó sẽ nhanh chóng nhận ra và nó sẽ mau chóng trở về con đường công chính của Chúa. Và đó chính là câu chuyện của gia đình Billy Graham, người mà anh chị em đã lắng nghe trên sân vận động Phú Thọ vào năm ngoái năm kia gì đó, tên là Franklin Graham. Ông ấy một người cha cực kỳ nổi tiếng tên là Billy Graham, là nhà truyền giáo nổi tiếng trên toàn thế giới, là người mà đã được rất nhiều nguyên thủ quốc gia mời đến và họ muốn lắng nghe ông ta. Và Franklin Graham đã từng có một cái cuộc đời tội lỗi,
đi lệch khỏi đường lối công chính của cha của mình. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bởi ảnh hưởng đức tin của gia đình Billy Graham, đức tin của người cha, người mẹ, bởi những lời cầu nguyện của họ, mà cuối cùng Franklin Graham đã từ bỏ con đường tội lỗi, quay trở về đường công chính của Chúa. Và khi Billy Graham qua đời thì Franklin Graham đã tiếp nối con đường đức tin của cha. Thật là tuyệt vời phải không anh chị? Quá tuyệt vời. Chúng ta mong rằng con cái của chúng ta sẽ không có một giây phút lầm lạc nào. Nhưng kể cả trong tình huống xấu nhất, vì một lý do nào đó, vì nó bị lừa dối một cách tinh vi như thế nào đó, mà nó có những thời gian lầm lạc, thì anh chị em ơi hãy tin vào sức mạnh của lời Chúa đã được gieo trồng trong con trẻ từ thuở ấu thơ. Và sức mạnh đó sẽ phát huy hiệu lực ở trong những lúc cần thiết, và sẽ có một cái tiếng vang vọng nào đó vang lên và nó không thể từ chối được, nó không thể nào không nghe được, và tiếng đó sẽ có đủ sức mạnh để đem con người đó trở về với đường công chính của Chúa. Amen. Nhưng nếu chúng ta không giáo dục, nếu chúng ta quá coi trọng những giá trị vật chất và chúng ta coi thường giá trị tâm linh, chúng ta coi thường những giá trị tốt đẹp mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta tôn trọng, thì chúng ta sẽ trả giá đắt. Chúng ta sẽ trả giá đắt. Thậm chí chính chúng ta đã đẩy con cái của mình vào con đường lầm lạc. Và đến khi chúng ta hối hận, chúng ta ăn năn, thì nó cũng muộn lắm. Có những trường hợp nó rất là muộn, và chúng ta làm đủ cách nhưng mà con cái mình nó không thể trở về đường công chính được. Và cho đến ngày mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay, và đó là một điều đáng tiếc. Tôi ước ao rằng những gì mà tôi nói sẽ khiến cho các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ, suy nghĩ. Bởi vì trong ngày hôm nay chúng ta đang mừng ngày của mẹ, cho nên tôi muốn đặc biệt nói với những người mẹ, nhấn mạnh với những người mẹ. Bởi vì cá nhân tôi tin rằng những người mẹ có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với con cái của mình, và có rất nhiều cơ hội để ảnh hưởng đến con cái của mình. Và chúng ta thấy rằng Susanna Wesley là một người phụ nữ thật là tuyệt vời. Bất chấp mọi khó khăn, bà đã cầu nguyện như vậy: Lạy Chúa, xin hãy giúp con sử dụng mọi thất vọng và tai họa trong đời này một cách đúng đắn và khôn ngoan, đến nỗi chúng sẽ kết nối tâm con lại gần Ngài hơn. Xin khiến chúng tách rời lòng con khỏi những thứ thuộc về thế gian và truyền cảm hứng cho linh hồn con thêm mạnh mẽ để theo đuổi hạnh phúc đích thực. Một lời cầu nguyện quá tuyệt vời. Nó giống như những lời mà chúng ta đã học thuộc lòng ở trong Thi Thiên 119, phải không? Hoạn nạn là điều tốt cho con, đúng không? Vì nhờ hoạn nạn đó mà chúng ta có thể nhận biết được luật pháp, luật lệ của Chúa. Chúng ta có một ý thức đúng đắn. Qua cái hoạn nạn mà Chúa cho phép xảy ra đó, thì chúng ta sẽ có thể học được rất là nhiều điều quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Một khi mà Chúa cho phép hoạn nạn xảy ra, thì phải biết rằng chắc chắn Chúa có một ý định tốt lắm. Còn nếu không phải vậy thì Chúa sẽ không cho xảy ra, đúng không anh chị em? Đó là lý do vì sao mà lời Chúa nói rằng mọi sự hiệp lại khiến ích lợi cho người yêu mến Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Ngày nay thì Susanna còn được gọi là người mẹ của hệ phái giám lý. Suốt cuộc đời mình thì John Wesley, vị sứ giả phấn hưng của nước Anh, đã thường xuyên viết thư cho mẹ, thảo luận những vấn đề khác nhau về đức tin và hỏi xin lời khuyên của bà. Thật là tuyệt vời, một người mẹ có tầm ảnh hưởng quá lớn, quá tuyệt vời. Và người ta nói rằng khi cuộc phấn hưng ở nước Anh bắt đầu, thì John phải đối mặt với vấn đề làm sao chăn dắt quá nhiều tân tín hữu cùng một lúc. Thì khi cuộc phấn hưng diễn ra thì có rất nhiều người tin Chúa, và cái nan đề bây giờ là làm sao để cùng một lúc có thể chăn dắt nhiều người tin Chúa đó để cho họ đứng vững trong đức tin. Và người ta đã nói rằng John Wesley đã xây dựng một hệ thống để cho mọi người vào từng lớp và đặt để những người lãnh đạo ở trên họ, những người sẽ chăm sóc họ về mặt thuộc linh. Và John đã triển khai những gì ông thấy mẹ mình làm với các anh em mình. Thật tuyệt vời. Người mẹ đã làm gương thật là tốt từ cái việc nhỏ luôn,
từ cái cách mà bà đã chăm nhắc, bà nuôi dưỡng, bà dạy dỗ các con của mình, tất cả đều ảnh hưởng đến những đứa con sau này, đặc biệt là John Wesley, là sứ giả phong hưng. Và ông đã áp dụng những gì mẹ của mình đã từng làm với các anh em mình vào cái việc mà giúp đỡ cho bài chiến của Chúa. Là tuyệt vời, cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy rằng nhờ John Wesley đã biết cách dẫn dắt mọi người theo cái tấm gương của mẹ mình, mà cái cuộc phấn hưng ở nước Anh vào thế kỷ thứ 18 đó đã rất là thành công, và cho tới ngày hôm nay nó vẫn còn truyền cảm hứng cho rất nhiều người phục vụ Chúa, rất nhiều con cái của Chúa. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Năm 1738, cuộc phấn hưng ở nước Anh bùng nổ và Susanna qua đời vào năm 1742. Cảm ơn Chúa vì bà đã kịp chứng kiến những con trái đầu tiên của dấu ấn vĩ đại mà bà để lại trong trái tim của các con mình và những thế hệ tiếp theo. Người mẹ ấy đã gieo ra những hạt giống tốt lành, và có thể nói rằng bà đã gặt hái một vụ mùa bội thu. Cảm ơn Chúa. Tôi ước ao mình những người mẹ trong hội thánh của chúng ta, dù là những người mẹ đã lớn tuổi hay là những người mẹ trẻ tuổi hơn, hay thậm chí những người mẹ rất trẻ, và những người mẹ ở trên mạng internet sẽ xem video của chúng tôi, tất cả những người mẹ đó đều lắng nghe lời Chúa một cách cẩn thận, suy gẫm lời của Chúa và tin cậy nơi lời của Chúa và quyết định thực thi lời của Chúa ngay trong chính đời sống của mình, để rồi Chúa có thể sử dụng mình ảnh hưởng một cách tốt đẹp, một cách tích cực, một cách đầy quyền năng trên con cái của mình, để sau này con cái của mình sẽ trở thành những con người ích lợi cho xã hội và trở thành những nhân tài, trở thành những con người mà có thể làm vinh hiển danh Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Và xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng nhau đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.